rồi là hồi chưa dịch là không có cái thực, nó chưa có đi từng này. Ừ. Như cái tượng này sao đi được? Đúng rồi. Mà sao mình sẽ trước cái bộ cặp của mình vô cái tượng này nó lại đi. Ừ. Để anh nhìn có hai cái lá nữa nè. Ừ. Mà đưa vô ngay cục chỏ vậy nữa sao đi được anh Thanh? Hả? Sao ra nổi. Sao ra nổi? Không phải mình ấy mà mình khen, ừ. Không phải có anh mấy anh em mà mình khen. Nhưng mà cái thuốc này á không biết sao mà đưa vô á là không bị cái bằng sượng cây á, không có sượng cây đúng không? Ờ, không có sượng cây. Ừ. Chai này là mấy năm anh này? Từ trong cậy đi ra nè. Nè. Lên tược nè. Lên tược. À, bắt đầu tới đây là lên tược rồi nè. Ừ. Ra đây đổi lá mới nè. Ra đây là kéo tược nè. Mới chạy 3 bữa. Thấy không? Nè, bắt đầu nó lên nữa nè, chứ đâu phải lên như đây thôi đâu. Bắt đầu lên nữa nè. Nhưng mà cái nhánh này á, nhánh này nếu mà xịt thuốc khác là bảo đảm không bao giờ nó đi tược vậy. Ngoại trừ cái thuốc cặp của mình. Ừ. Ủa, cái này. Từ trong ra ngoài hết luôn. Trừ cái thuốc cặp mình nha. Ừ. Trừ cái thuốc cặp mình riêng ra. Là nếu như xịt thuốc khác là không bao giờ đi được cái tược vậy. Nè. Anh nhìn. Cái này tược nè chứ đâu phải bông đâu. Tược. Ừ. Tược nè. Tược nè. Cái này có. Tược. Cái này cũng tược nè. Ừ. Đó, tược nè. Tược nè. Là nó đổi, nó làm mới cái chanh mình luôn á, làm mới cái chanh. Nhưng mà cái nhánh này anh nhìn nhánh nó già không? Ha, già, nhánh nó già, nó cằn. Chanh mình là bao nhiêu? À. Cây khác thì có không? Bảy năm. Bảy năm. Quay phô lương anh luôn. Bảy năm. Thấy không? Nghĩ sao mà cái nhánh dày mà vẫn kéo tược ra. Vẫn kéo tược ra được. Cái tược ra bình thường chứ cái tược ra vẫn sung chứ đâu phải cái tược ra mà nó yếu luôn. Đúng rồi. Cái tược ra xanh đen nè. Đó. 7 quay. Năm. À. Đó. Nhưng mà có vậy nữa nè. Sao? Là trước khi xịt á. Ừ. Bây giờ bởi cái lá nó phục hồi lại mình không có đối chứng được, có nghĩa là trước khi xịt cái lá nó nhăn hơn cái lá này một chút, nó nhăn hơn lá này mình, nhưng mà nó cuộn lại chút xíu, nó hơi dặn vậy. Nó hơi dặn dặn nhẹ, nó cuộn, nó dặn nhẹ thôi nha, chứ không phải dặn như dặn mà nhẹ. em dặn vậy. Ừ. Nhưng mà xịt ra mình xịt rồi, bây giờ cái lá nó không còn dặn nữa, nhưng mà cái nó lá chảy, nó hơi chảy cái lá ra đúng không? Nó hơi chảy, nó chảy. Mới xịt có một lần một, đúng không Tòng? Ừ. Mới xịt có một lần à, mà cái lá nó đã vậy rồi. Hơi chảy ra. Nó kiểu nó không còn dặn nữa. Nó dắt trưa khoảng 12 giờ 1 giờ nó không còn dặn lá nữa. Ừ. Cái lá nó ý là mình mới xịt có một cử thôi. Ừ. Nè, như mấy nhánh này nó kéo bông ra. Kéo mang đồ bông á. Cùi dây mà vẫn kéo được cái bông cái lá ra. Ủa, chanh này là hết ngổ đi luôn á hả? 7 năm lớn dữ lắm rồi. Chanh này đi cũng nhứt mình luôn á chứ. Ruồng được chứ. Ruồng coi như. Ừ, chanh này là xịt thuốc. À. Ừ. Riêng lúc trước chưa có biết cái chỗ thuốc cặp á thì em xài cũng nói chung cũng nhiều thuốc dưỡng nhưng mà nó chưa có thuốc dưỡng nào đi được vậy. Yeah. Ủa chưa thấy chanh lớn quá mà sao không hái bớt ta? Mai hái. À mai hái ta. Vô đây là mình không còn mà đối chứng gì nữa. Vô đây là thuốc có hiệu quả hay không rồi vô đây mà làm mấy à? Anh coi. Như đầu dòng á là mình còn nhiều khi mình mới nhảy vô đầu dòng mình vô đậm hay là thuốc nó, mình thuốc gì dưỡng mình vô đậm nó đi tược ngon hay gì này kia. Ủa, phía bên trong này nó nhảy bướm hả? Này qua bữa mình làm một lần nữa chứ cho giữ lại cái bông. Đúng rồi. Đây nè, như anh Thanh nè.
giờ lá vô anh góp ý là góp ý chỗ này nè, bông đang ra. Ừ. À, anh góp ý làm sao mà vừa cho dưỡng lại cái bông này. Ờ đúng rồi. Ừ, lát nó vô nhà mình tâm sự là mình vấn đề cứ này. Phun cái cặp đôi bình thường hết, không có vấn đề gì hết. Tâm sự vấn đề này. Không có vấn đề gì hết. À. Mình dưỡng sao mà cho cái này nó đậu lại được khoảng cái, ok là bình thường mình cứ phun sáng. Cái đó chiều. Lát mình vô mình nói chuyện. Khi mà trời nắng gay gắt á thì chỉ sáng chiều vậy. Như cây đó bàn cãi đường nào. Nó đi tược. Nó đi tược. Tược quá trời luôn. Không cần nách lá mà vẫn nhảy tược ra. Quay qua đây nè quay. Quá trời. Có lá. Có cái lá nào? Đó. Nè. Nguyên về này có cái lá nào? Mình vẫn kéo tược ra được. Ở đây khi mà đi phun thuốc thì mình vẫn còn cái đây nè, mình cũng đỡ ha. Chứ hôm nay này chắc em lội kinh. Lội kinh thôi chứ đi cái đường nào. Đúng rồi, ra đây mình lội qua cái đó mình cũng lên cái chỗ khác. Thì đó đó, ừ, chứ còn cái hết đường luôn. Tính ra cái mật độ bông vậy cũng không có thưa đâu hả anh Thanh? Không thưa đâu. Cái vấn đề là làm bây giờ làm sao giữ được cái lưu bông này. Đúng rồi. Cái bữa nay anh em mình không xuống là quan trọng là vấn đề đó đó. Đây này, con này quá trời quá xá này, không có thưa đâu. Không thưa. Không thưa đâu. À, nhiều lắm. Anh nhìn cây bên kia kìa, đó. Đó. Chứ làm sao mà thưa được. Cái vấn đề là mình giữ cái lúa này lại thôi, đừng có để cho nó rụng nhiều thôi. Ok rồi. Tới chút nữa nè. Một cái dàm mà đi cực thì giữ dần người ta. Để không, không. Nó nhảy tược đều ghê luôn anh. Ừ. Nhảy cũng hết cây luôn mà. Ý em nói là đây nè. Nè. Mấy cái này nó đi tược mà ra bông luôn. Đây nè. Ừ. Cái quan trọng là nó đi tược. Nhưng mà nhiều lúc nó đi tược nhưng mà nó không có dọc luôn. Nó không kéo bông theo. Như cái đó là đậu. Như cái đó là đậu chạy đường trời nè. Đâu đó. Đây vậy đó. Cái bông mà đi theo cái lá là ok. Cái bông không chết. Ừ. Ra từ quấn mập chứ đuối rồi. Đánh tưởng một lúc. Bông rất là nhiều trong cái đâu ơi mà đang ra chứ không phải là nó ra vậy nó thôi đâu. Đâu đang ra mà. Đang ra. Đây đang mình ra tùm lum nè. Rất là nhiều. Nè. Nè nhìn cụ chỏ vậy mình mới đầu mình nhìn mình tưởng không có. Nè. Hả? Nhú nè. Mới đầu nhìn tưởng không có. Vậy mà nó cũng có. Quá trời luôn cây rồi bông. Nhiều lắm. Bây giờ vô rồi mình lát mà lát. Lát mình vô mình bàn vấn đề sao thịt sao mà cái dàn bông này nó đậu lại hết. Rồi ok. Trắng nổ rồi ha. Khi cái này mà đậu lại hết thì thôi mình cũng thấy sáng không chứ.